nước nha, nước trong mạch ống ra nè. Thả ra nè, thả ra giờ coi đâu, đâu nấu đâu. Cái máy nó, máy nó hiện đại là vậy á. Ừ, nhiều lắm. Máy nó hiện đại là chỗ đó đó, nó đâu nóng đâu. Ừ, nó mà nóng là hơi mạch của mình đi nên đâu nóng đâu. Ừ, nước trong bắt luôn á. Rửa tay luôn. Đây là nước cho mật ong ra nha các bạn. Đó, tách nước ở đây này, mật ong là chuẩn bị xử lý nè. Đây là mật ong mà chưa xử lý nha các bạn, mới khai thác trực tiếp tại trại ong thì phần nó 24-25% nha. À, bây giờ bắt đầu mình tách xuống khoảng 20% nè. Đó, nước loại ra nè. Thì nước loại ra nó bình thường, nó không có nóng không gì hết các bạn, tại vì cái công nghệ này mình dùng công nghệ đặc biệt mà các bạn. Đó. Mật nó ra nó còn giữ nguyên màu sắc mùi vị luôn. Nó không mất màu của mùi. Đấy, nước quá trời luôn đó. Nhiều quá. Bởi vậy mỗi lần mình chạy về mình hao hụt lắm. Phải mua mà mạch mà đặt thì mua giá cao, mà mạch lỏng mua giá thấp. Để mình trừ vô cái hao hụt này nè. Đi rửa tay rồi rửa cái lưới kia rồi đi yên tâm. Thì nếu mà không có cái công nghệ mà tách nước này á, thì thực ra các bạn đã mua mật ong mà trên thị trường á, các bạn tưởng là rẻ, nhưng mà thực ra nó không có rẻ đâu các bạn. Bởi vì bên trong nó là nước chứ không có phải bên trong nó là mật đâu. Muốn là mật nó là người ta phải đặt xuống 18-20% nước. Độ ẩm nó khoảng dao động khoảng 18-20% thôi. Thì lúc đó mật mới là đảm bảo chất lượng. Đó, nó mới đặt. Đây, đây cho bạn xem nè. Đấy thì mật bây giờ phải lọc nè các bạn thấy không, bẩn dơ đó, bây giờ mới lọc nè, phải qua những cái hệ thống lưới lọc này á, thì nó mới sạch, mới loại bỏ ba đồ sáp rồi cặn bẩn nè, đó loại bỏ nè, đó loại bỏ ra hết nè các bạn. Bởi vậy nhiều khi mà không có công nghệ máy móc á, là người ta cứ tưởng là trên thị trường cứ biểu tượng là mật ong nào giống mật ong nào. À, nhưng mà thực tế các bạn mua những chai mật ong các bạn cứ tưởng là nó rẻ, nhưng mà không phải rẻ đâu các bạn. Các bạn ăn những chất độc trong cơ thể các bạn á. Bình thường là những cái này là nó nằm trong mật ong, nó lơ lửng mật ong, mắt mình đâu nhìn thấy đâu các bạn thấy không. Đó, mình phải qua công nghệ để mình lọc. Đó, lọc nè, lọc nó sạch sẽ rồi sau đó mới đưa vô cái máy kia để tách nước đi, dịch nấm mốc đi, thì lúc đó mới an toàn cho sức khỏe được. Đó, có nhiều cái mà trong lĩnh vực mật ong không phải ai cũng biết các bạn.